chào tất cả các quý cô xinh đẹp của Melia. Hôm nay thì Thu Trà sẽ đồng hành với Melia và mang đến một trong những cái thiết kế mà Thu Trà thích nhất nằm trong bộ sưu tập mới nhất của Melia. Đó chính là một trong những cái sản phẩm, một set đồ gồm có hai item. Đó chính là thiết kế áo và chân váy này. Thật ra thì em nghĩ là ngoài kiểu dáng và gam màu thì em Trà thích nhất là gam màu của bạn này. Một trong những gam màu vàng bò. Ở ngoài thì nhìn sẽ sắc nét hơn và gam màu này thì khi các chị mặc lên ý, rất là thanh xuân này, dễ mix đồ. Với chất liệu thì sẽ có cho mình chất liệu là dòng sản phẩm tech Hàn. Chất liệu này có một tính năng ưu điểm đó chính là rất bền màu, bền chất. Các chị mình sử dụng thì sẽ có thể dễ bảo quản hơn. Ngoài ra thì trên bề mặt vải cũng có cho mình những cái thiết kế nó hơi sức nhẹ một chút. Đây là tính năng và cũng là đặc điểm để các chị mình có thể phá cách hơn, cá tính hơn đúng không ạ? Ngoài ra thì phần viền cổ cũng là một trong những cái điểm nhấn mà em Trà thấy cái sự liên kết, cái sự đồng điệu của nhà thiết kế Melia. Đó chính là dáng cổ Đức này. Phần cánh tay cũng sẽ có đi viền cho mình những cái họa tiết kẻ caro gam màu nâu, vàng bò và gam màu nâu được mix match kết hợp với nhau rất là hòa quyện. Còn bạn chân váy thì sẽ có cho mình là thiết kế chân váy bản xếp ly lớn. Với thiết kế chân váy xếp ly thì giúp các cô nàng có thể tự tin di chuyển hoạt động hơn. Và điều đặc biệt thì em Trà thấy là hai bên hông thì sẽ là một trong những cái thiết kế song song với những cái bản xếp ly khá là lớn, giúp các chị mình vừa che được khuyết điểm phần đôi chân này. Cô gái nào có phần hông hơi to một chút thì các chị nên mặc chân váy xòe như thế này nha, giúp các chị tự tin hơn và tỏa sáng hơn. Về tổng thể với set đồ em Trà đang mặc gồm hai item thì các chị mình có thể đi mặc gặp đi khách hàng này hay là đi ký kết hợp đồng thì em Trà thấy gam màu này rất là trẻ, thanh xuân vô cùng luôn. Và các quý cô xinh đẹp ơi, yêu thích set đồ này có thể chủ động nhắn tin vào trang fanpage của Melia nha, hay là các chị có thể bình luận ngay phía dưới. Bởi vì chính sách mua hàng online thì các chị sẽ được kiểm tra hàng trước khi thanh toán này, được free ship toàn quốc đúng không ạ? Ngoài ra thì các chị có thể ghé qua tất cả showroom trên tỉnh thành của Melia để có thể tham quan mua sắm. Và đặc biệt là mình có thể mặc thử, vì những cái chất liệu này thì em Trà thấy là khi các chị mặc lên chắc chắn là sẽ mê giống như em Trà luôn đấy ạ.